Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ án mạng xảy ra đã 11 năm, người đàn ông 3 lần bị tuyên án tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột và liên tục kêu oan. Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từng ngồi ghế chủ tọa quyết định hủy cả hai bản án để điều tra lại. Chi tiết vụ án này như thế nào, chân dung người đàn ông cao số 3 lần bị tuyên án tử hình mà không chết là ai? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Văn Phượng, 55 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội giết người. Vụ án này kéo dài đã 11 năm, ông Phượng 3 lần bị tuyên án tử hình với cáo buộc sát hại mẹ ruột và liên tục kêu oan. Gần đây nhất là phiên sơ thẩm hồi tháng 8 năm 2019, ông Phượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên tử hình và mãi đến nay, gần 4 năm, phiên phúc thẩm mới được mở, từng hoãn hồi tháng 8 năm 2022. Theo hồ sơ, cụ Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1926, mẹ ruột ông Phượng bị mù lòa, sống chung với vợ chồng ông Phượng và được cả hai chăm sóc nuôi dưỡng từ năm 2003. Đến năm 2009, do kinh tế eo hẹp, con trai cả và vợ ông Phượng lần lượt đi xuất khẩu lao động. Để có tiền lo chi phí, ông Phượng vay mượn nhiều người, trong đó có vay của cụ Vui đôi bông tai 1,5 chỉ vàng. Trong lúc nợ nần khó khăn, cụ Vui được cho là nhiều lần đòi lại số vàng đã cho con trai vay, khiến ông Phượng rất bực tức, nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột để chút gánh nặng gia đình. Ngày 2 tháng 10 năm 2012, ông Phượng ra tiệm vàng mua đôi bông tai 1,5 chỉ, được con trai út mang trả cho cụ Vui. Hai ngày sau, khi nói chuyện với ông Phượng, cụ Vui hỏi, mày trả tao vàng giả à? Làm cho bị cáo càng quyết tâm thực hiện ý định giết mẹ. Trưa ngày 5 tháng 10 năm 2012, ông Phượng đi làm thuê về, thấy cụ Vui nằm ngủ trên giường, liền vào góc buồng lấy con dao quắm, chém nhiều nhát khiến mẹ tử vong. Gây án xong, bị cáo gọi điện cho cán bộ công an xã và người nhà báo tin cụ Vui bị người khác giết. Hai tuần sau, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi cùng các dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an xác định ông Phượng là nghi phạm nên bắt giữ. Tháng 4 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ông Phượng kháng cáo. Tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm quyết định y án tử hình. Tại cả hai phiên tòa, ông Phượng đều kêu oan. Ông Phượng khai ban đầu nhận tội là vì cơ quan điều tra dọa sẽ bắt đứa con trai nhỏ, bị điều tra viên đánh đập, mớm cung. Tuy nhiên, các lời khai này đều không được chấp nhận. Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên. Đến tháng 8 năm 2016, tức 3 năm sau, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị, đề nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 11 năm 2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên giám đốc thẩm gồm 14 thành viên tham gia xét xử do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế chủ tọa. Sau khi đánh giá toàn diện hồ sơ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhận định căn cứ kết tội ông Phượng là chưa vững chắc, nên quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Quyết định giám đốc thẩm nêu 7 vấn đề cần làm rõ nhằm xác định ông Phượng có sát hại mẹ ruột hay không. Trong số này, thời gian gây án có sự vênh nhau giữa lời khai của bị cáo và những người làm chứng. Người khai 10 giờ, người lại khai 11 giờ. Vì vậy, cần phân tích các cuộc gọi trong danh sách điện thoại thu giữ được để xác định chính xác quỹ thời gian tiêu thụ của bị cáo trong ngày xảy ra vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan giám định xác định thời gian cụ Vui chết dựa trên lời khai của con trai út ông Phượng cùng với quan sát của bản ảnh là chưa có căn cứ khoa học, cần yêu cầu giám định lại chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Ngoài ra, một số tình tiết buộc tội khác cũng có mâu thuẫn. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định quá trình bị cáo gây án, làm rõ gia đình bị cáo có mâu thuẫn với ai không, lời khai của bị cáo về việc bị đánh đập, ép cung có đúng không. Đáng chú ý, quyết định giám đốc thẩm đề cập ông Vi Văn Phượng được hàng xóm, bạn bè đánh giá là người sống tình cảm, có hiếu với mẹ. Mặc dù cụ Vui mù lòa nhiều năm nhưng bị cáo vẫn chăm sóc không ngược đãi. Bị cáo có vay vàng của mẹ và đã trả cách thời điểm xảy ra vụ án nhiều ngày. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án lại thể hiện bị cáo do bức xúc lâu ngày, đi làm vất vả, còn phải chăm mẹ già mù lòa, khi trả vàng bị nói là vàng giả nên nảy sinh ý định sát hại mẹ. Những tình tiết trên cho thấy căn cứ để xác định động cơ phạm tội của bị cáo còn mâu thuẫn, cần làm rõ hơn, đồng thời trưng cầu giám định tâm thần để xác định bị cáo có tâm thần hay một bệnh nào khác gây mất năng lực điều khiển hành vi hay không. Tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm lần thứ hai. Ông Phượng tiếp tục kêu oan.
ban luật sư bào chữa cho ông Phượng nhấn mạnh vào các điểm mâu thuẫn mà quyết định giám đốc thẩm đề cập để cho rằng thân chủ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra vụ án. Do tính chất vụ việc phức tạp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập thêm chứng cứ. Đến tháng 8 năm 2019, khi mở lại, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang lần thứ hai tuyên ông Phượng tử hình về tội giết người, không chấp nhận việc kêu oan của bị cáo và quan điểm bào chữa của các luật sư. Đến nay, gần 4 năm kể từ phiên sơ thẩm lần thứ hai, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần hai như đã đề cập. Có thể nói, phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh, kẻ từng khiến dư luận lên án khi nhẫn tâm ném con chồng xuống sông Hồng, hiện đang thi hành bản án tù chung thân tại trại giam số 5 Thanh Hóa, là một trường hợp thoát khỏi thân chết với sự may mắn đặc biệt. Quỳnh kết hôn với người đàn ông đã một lần đó. Những tưởng trước khi tiến tới hôn nhân, Quỳnh đã lường trước được những phức tạp của cuộc sống với con riêng của chồng. Nhưng không, 3 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Quỳnh đã phạm tội ác tày trời. Ghen với tình cảm của chồng dành cho cháu LH, đứa con riêng 4 tuổi, Quỳnh đã chở đứa trẻ vô tội đến cầu Thăng Long, rồi nhẫn tâm chọn đoạn nước chảy xiết nhất để ném đứa bé xuống sông. Xong xuôi, Quỳnh ra về với suy nghĩ khi không còn nặng nợ, người chồng sẽ toàn tâm toàn ý với đứa con chung. 5 ngày sau, Quỳnh bị cơ quan điều tra công an Hà Nội bắt khẩn cấp. Tội ác của Quỳnh khiến dư luận vô cùng căm phẫn, bởi khó ai tưởng tượng nổi một người mẹ trẻ mới sinh con đầu lòng lại có thể đang tâm làm việc ấy. Phiên tòa xét xử Quỳnh chật cứng người tham dự, bởi ai cũng muốn nhìn mặt và xem người mẹ kế tàn ác này sẽ phải đối diện với pháp luật như thế nào. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Quỳnh mức án tử hình về tội giết người. Và tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án. Nhưng may mắn đã đến với Quỳnh. Khi đang bị tạm giam tại trại giam Hà Nội để chờ ngày thi hành án tử hình, thì ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội thông qua nghị quyết số 32/1999/QH10 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2000, với quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử. Vũ Thị Duyên Quỳnh trở thành bị án tử hình đầu tiên được thoát án tử hình vì khi phạm tội con gái Quỳnh mới 3 tháng tuổi. Bản án tử hình của Quỳnh được chuyển thành tù chung thân và Quỳnh được chuyển về trại giam số 5 Thanh Hóa thi hành án cho đến nay. Nhờ sự cải tạo tốt trong trại giam, Vũ Thị Duyên Quỳnh đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được giảm từ án chung thân xuống còn 20 năm tù và năm 2010 được giảm thêm 9 tháng nữa. Nên chỉ gần 7 năm nữa, Quỳnh sẽ mãn hạn tù. Khi đó, đứa con gái 3 tháng tuổi của Quỳnh đã ngoài 20 tuổi. Chẳng biết nó sẽ chấp nhận người mẹ đã tự tước đi quyền làm mẹ ấy là như thế nào. Một trường hợp cũng khá hy hữu khác là Lê Thị Tuyết, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phạm tội mua bán tàng trữ ma túy, bị tuyên mức án cao nhất tử hình, được giảm án nhờ đứa con. Hiện Tuyết đang thụ án tại phân trại số 3 trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Có thể nói, nếu không lầm đường, Tuyết đã có một gia đình hạnh phúc với tương lai tươi sáng, được học hành đến nơi đến chốn. Tuyết tốt nghiệp trường Y Tuệ Tĩnh, rồi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Rồi Tuyết lập gia đình có 3 đứa con kháu khỉnh, kinh tế cũng ổn định. Lúc này nhận thấy việc mở phòng khám tư có thể mang lại thu nhập khá hơn việc làm trong bệnh viện, Tuyết bàn với chồng mở phòng khám, đồng thời bán thuốc tân dược. Có lẽ cuộc đời của Tuyết sẽ bình yên như bao người khác nếu Tuyết không siêu lòng trước những lời cám dỗ của một số kẻ buôn thuốc tân dược là phải bán kèm hàng trắng thì mới khá được. Đồng tiền có sức hút mãnh liệt và Tuyết trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy vào thời điểm nạn buôn bán ma túy ở Mộc Châu diễn ra hết sức phức tạp. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Việc làm của Tuyết không qua được sự theo dõi của cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La. Tháng 10 năm 1998, Tuyết bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với 6 bánh heroin ngay tại cửa hàng tân dược của mình. Cả hai phiên tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm đều tuyên buộc Tuyết mức án tử hình. Tuyết đã gửi đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết nhưng không được chấp nhận. Tia hy vọng mong manh cuối cùng đã bị tắt, Tuyết bị giam giữ hơn 1 năm tại trại giam của công an tỉnh Sơn La chờ ngày thi hành án. Cũng như bao phạm nhân đối mặt với cái chết,
Khi bị bác đơn xin tha, Tuyết lo lắng, sợ hãi tột cùng. Bản năng người mẹ khiến Tuyết càng ân hận hơn khi nghĩ đến đứa con trai út chưa đầy 30 tháng tuổi đã phải rời xa mẹ. Nhưng sự may mắn nhất trong đời đã đến với nữ phạm nhân này. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2000, Nghị quyết số 32/1999/QH10 có hiệu lực. Đứa con đã cứu mạng Tuyết. Tuyết được giảm án xuống chung thân. Đường về với nữ tử tù này cũng đã ngắn lại nhờ sự cải tạo tốt. Hiện Tuyết đã được giảm án tù chung thân xuống 20 năm. Bị bắt quả tang đang cầm bánh ma túy trong tay, Thúy bị tòa tuyên án tử hình. Sau những ngày sống tuyệt vọng trong trại giam, cô chỉ còn le lói chút hy vọng nên thức trắng ba đêm viết thư xin Chủ tịch nước ân xá. Trước khi thụ án, Thúy là một cô gái Hà Nội hiền lành. 20 tuổi, cô phải lòng một chàng trai thủ đô và bắt đầu cuộc sống hứa hẹn hạnh phúc bằng một đám cưới linh đình. Với số tiền tích góp, Thúy mở tiệm cắt tóc trên đường Mai Hắc Đế Hà Nội và lần lượt có hai đứa con, một trai một gái. Cuộc sống của gia đình tưởng như sẽ hạnh phúc trọn vẹn, thì mọi chuyện lại bắt đầu vào giữa năm 1999 khi cô bị cảnh sát bắt quả tang đang tàng trữ một bánh heroin trong túi sách. Ngày ra tòa, Thúy khóc hết nước mắt, trình bày với tòa mình bị lừa nhưng lại chẳng đưa ra được bằng chứng gì. Trong khi chứng cứ phạm tội của cô thì lại quá rõ ràng. Với lượng ma túy lớn, cô bị tòa tuyên án tử hình về tội buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Thúy như cái xác không hồn, héo hắt lên xe về trại. Không còn nhận biết được chồng con, gia đình gào khóc sau chân cô. Đến khi sực tỉnh thảng thốt tìm kiếm những đứa con thì chiếc xe bít bùng đã rời xa sân tòa. Những ngày sau đó, Thúy sống trong tuyệt vọng, không ăn uống và chỉ nghĩ đến cái chết. Được sự động viên chỉ bảo của cán bộ trại tạm giam, Thúy nuôi chút hy vọng le lói vào cơ hội cuối cùng là lá thư xin Chủ tịch nước ân xá. Thức trắng ba đêm không ngủ, Thúy nắn nót trong từng nét chữ viết thư trình bày hoàn cảnh phạm tội và gửi lời cầu xin Chủ tịch nước. Những tháng ngày chờ đợi sau đó là khoảng thời gian dài như vô tận. Cứ mỗi lần nghe tiếng cửa buồng biệt giam bên cạnh lách cách mở khóa là tôi hoảng hốt vì sợ giờ thi hành án đã điểm, cô chia sẻ. 3 tháng chờ đợi với tia hy vọng le lói, một ngày cô đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy vị cán bộ trại giam, hò hét vui mừng như một đứa trẻ khi nghe đọc quyết định được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Phải đến khi giám thị nhắc nhở vui vừa thôi, mai mốt vào trại giam, cô mới sực tỉnh, nở nụ cười bẽn lẽn. Một tuần sau, nữ tù này vẫn nguyên cảm giác lâng lâng như trong mơ. Đã thụ án được hơn 11 năm, cô vẫn phấn đấu lao động cải tạo, mong đến ngày được đặc xá, tha tù. Chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho cuộc sống sau khi được tha, cách đây hơn một tháng, cô mới được nhận bằng công nhân kỹ thuật may bậc 3/7 do trại giam phối hợp với Trung tâm Giáo dục quận Bình Thạnh tổ chức dạy nghề và cấp bằng. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ đang mong chờ từng tháng từng ngày được trở về với xã hội. Nói về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con phạm nhân Nguyễn Thị Oanh, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng cho hay, sau khi được chuyển án tử hình xuống tù chung thân, phạm nhân Oanh đã tiếp tục chấp hành án trong trại. Hiện tại phạm nhân này đã được chuyển sang thụ lý tại trại giam Xuân Nguyên, đóng tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Oanh cải tạo tốt, luôn tỏ ra ăn năn hối lỗi vì những toan tính của mình đã trực tiếp ảnh hưởng tới người khác. Con cháu bé cũng rất ngoan, được học tập đầy đủ ở ngôi trường nằm trong khuôn viên trại. Nếu gia đình phạm nhân Oanh có nguyện vọng đưa cháu bé về quê thì chúng tôi sẽ xem xét. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài đứa bé hoài thai trong phòng biệt giam, trước đó cô còn có 3 đứa con khác với chồng và đều là con trai. Chồng Oanh cũng là một người liên quan đến ma túy và thụ án xong. Những đứa con của chị vẫn theo người nhà từ Thái Nguyên đến trại thăm nuôi mẹ theo định kỳ. Các cán bộ quản giáo kể lại, chẳng khi nào Oanh rời con đến nửa bước. Gặp người lạ nào cũng giới thiệu về con mình bằng những lời trìu mến. Nguyễn Trường Thiên, người tình cùng trại giam tỉnh Hòa Bình đã quan hệ giúp Oanh, hiện đã mãn hạn tù. Thỉnh thoảng anh vẫn lặn lội vượt quãng đường gần 2.000 cây số từ Đồng Nai ra Hải Phòng để thăm vợ. Ngày nghe tin nhận được Oanh đang sinh con ở bệnh viện phụ sản Hải Phòng, Thiên cũng nhanh chóng bắt xe đến thăm vợ. Cái tên Nguyễn Thiên Ngọc đặt cho cháu bé chính là tên do Thiên nghĩ ra. Vừa có họ của cha, vừa có tên của cha, lại vừa có ý nghĩa viên ngọc của trời ban. Điều Oanh vẫn ân hận bởi thương hai cán bộ quản giáo đã vì mình mà vướng vào vòng lao lý, chịu án tù. Đến nay Oanh luôn chấp hành tốt mọi nội quy quy định trong trại và mong muốn khắc phục lỗi lầm. Một cán bộ trại giam kể,
Phạm Nhân Oanh hay tâm sự ngày xưa học rất giỏi, nhất là ba môn tự nhiên, toán, lý, hóa. Chị luôn mơ ước về sau thi vào ngành ngân hàng. Tiếc là do ham chơi nên phải bỏ học giữa cấp 3. Ngày ấy nếu không bỏ học, chắc chị cũng không phạm tội. Gia đình giờ chắc cũng không tan nát. Khỏi phải sống những ngày tháng day dứt như ngày hôm nay. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.